Vén cái váy lên. Để làm gì? Vén cái váy lên. Hứng. Vén cái váy lên. Cái gì vậy? Ta là phụ nữ, tự nhiên biểu cầm váy. Trời ơi, kêu chị dở lên là chị dở nhẹ nhẹ vậy thôi nè. Ai biểu mà dở lên sao vậy? Thôi biết rồi, để ta làm. Nhẹ nhẹ thôi. Hứng thị bà nội. Thi ơi, Thi à, Thi rơi, bị bà, bị chị. Chị đêm bỏ bị, chị không có ăn, xin đừng giận chị, rớt xuống đi em nhỉ. Trời ơi, ta đọc tầm 7, tầm 3, sao nó cũng đứt. Rớt xuống. Rớt xuống. Sao kỳ vậy, tới đây ngưng rồi. Tới đây hết mức rồi. Kỳ vậy? Chắc tại dây ngắn quá. Có cái móc nè. Ở trên có con búm. Chắc bà búm là bạn của bà Thị. Bà Thị, bà Thị xuống là bà búm là bà về trời. Thơm quá. Cái mùi này rất lạ. Ở xứ ta không có trái nào mà có mùi này hết. Trời ơi, sao nó nhảy lên vậy nè. Cái gì ghê quá. Nội cái tội mày kêu tao bà lão là đủ, tao ghét mày nè. Nghĩ sao mày kêu tao tới bà? Tệ lắm chị thôi chứ. Mà chị là ta kêu nhà mi bằng chị, ta xưng em mới biết chưa. Thân gương, hãy nhìn kỹ con bé này xem. Nó đẹp quá. Trời ơi, nó đẹp không thua gì con lọ lem hồi nãy. Trời ơi, sao mấy đứa này nó đẹp quá vậy? Ông trời cũng sắp đặt vậy đó chị. Sắp đặt làm sao? Ai mà hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương, ổng cho đẹp. Thì là đẹp. Ai mà mưu mô, xảo quyệt, ác độc á, ổng cho xấu như con ma vậy đó. Ủa mà sao mi biết? Chị là điển hình nè. Mi là ai? Dạ thưa, con là nàng Tấm. Nàng Tấm? Mấy cháu có biết cái nàng này không? Ra đây chị đây. Dạ thưa, con bị dì ghẻ và em cám sát hại. Mai nhờ có ông Mục thương tình mới cho quá thân vào trong cái thị này. Hôm nay nhờ có bà lão đây. Dạ, dạ nhờ có bà chị đây, cho nên con mới được trở lại làm người. Xin đa tạ. Đa tạ gì? Ta xưa nay chỉ có đi hại người thôi, ta không có giúp người gì hết trơn á. Thì không tự nhiên đâu ra hả? Ta lấy cái trái thị này, ta thế vô cái trái táo, ta hại mà tiếc. Thì không tự nhiên cái giặt cái trái nó chui ra làm dập trái thị ta rồi. Bắt đền đi. Không, không, nhưng mà chị ơi, ông Bụt nói đây là trái thị của con mà. Bụt nào? Bụt nào mà ngang nhiên mà nói thị này của cô. Trước mặt bàn dân thiên hạ ai cũng thấy là tao phén cái váy lên, tao nói mấy câu thơ, trái thị nó rớt xuống là của ta. Bây giờ đền không? Không. Không đền được, trách tao đồng ác kia chưa? Không chị bây ơi. Đền không. Không, đừng mà. Đền không. Đừng mà. Bụt ơi, Bụt ơi, Bụt ơi, cứu con. Trời ơi, nó nhõng nhẽo. Khóc ghê vậy hả? Bực mình. Kìa Tấm con. À cha Bụt. Vì sao con khóc? Bụt ơi. Bụt ơi, cái chị này nè Bụt. Giúp con trở lại làm người từ trong quả thị bước ra. Vậy mà con cảm ơn chị ta. Chị ta không có chịu. Chị ta đuổi con, mắng con, tôi còn đòi đánh con nữa đó Bụt. Tấm ơi, người ta mắng con, người ta đuổi con, người ta đánh con là đúng rồi. Tại sao con gọi người ta là chị? Con phải gọi đây là thím bậy. Dạ, kính thưa thím Tam. Đấy. Chào Tấm, nó con biết anh muốn lời xúc phạm,
Lão xin thay mặt gia đình xin lỗi nghe má Chinh. Ủa sao càng ngày em thấy chị càng cao tuổi vậy chị? Im nghe hỏi tên Bục. Bục gì? Bục Long. Hả? Bà nuôi ta Bục Lùng. Lùng Bục. Bục Lùng. Lùng Bục. Chết ta rồi. Trời ơi, cả ngàn năm nay ta làm ông Bục, lần đầu tiên có một người phụ nữ dám nói thật ta. Ta là ông Bụt bé nhỏ xinh xinh mà. Ông ơi, đừng có thương. Trời ơi, Bụt mà giống nghèo. Bụt còn đóng tay mà vỗ tụi. Trời ơi, Bụt mình ha. Đây là cái này. Này con, vì sao con khóc? Trời ơi, gì nữa đây trời? Bà nội đã hiểu được nỗi khổ của con. Bà nội ơi, bà. Ơ kìa, người là ai? Tôi hỏi bà là ai mới đúng á. Tự nhiên bà là ai bà nhảy ra, bà lấy lời văn tôi bà nói vậy bà. Em chính là bà tiên bảo vệ cho cô bé Lọ Lem. Nghe tiếng khóc, em cứ tưởng là Lọ Lem, không ngờ lại là người. Bà nghĩ sao vậy? Lọ Lem gì mà râu ria chà bả vậy bà? Ủa, cái gì kỳ vậy Tấm? Tiên Lọ Lem? Vâng. Đúng ra trong câu chuyện cổ tích á, là con quá thành ra trái thị, rồi được bà lão hiền lành mới đưa con về nhà để cứu sống con. Ủa, không phải bà lão hiền lành mà lại là bà phù thủy, rồi kế bên là con khỉ, rồi đây là tiên Lọ Lem, rồi ta là ông Bụt. Ủa, cái gì kỳ vậy Tấm? Ây da, chết rồi Tấm ơi. Thôi rồi, câu chuyện cổ tích nó đảo lộn hết láo rồi. Nghe là ông đi con, đi để lên. Ông ơi, con phải về nhà con sống với bà lão. Không được đâu, đi. Ở đây trời ơi, con khỉ nó dữ lắm. Không, ông ơi, con phải đi. Để lên. Bà ơi, em chẳng hiểu gì hết. Ôi trời ơi, lại thêm một câu chuyện nữa sao? Bà phù thủy và con khỉ. Anh Bụt, chờ em với anh. Thần Cương, tất cả những chuyện này là như thế nào đây? Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn, có thêm cô bé Lọ Lem mà còn nàng Tắm, bà tuột hàng thứ tư. Chết trời, chị sao chị tuột dữ vậy chị? Vì mà có 5 phút là bị tuột hạng một lần vậy? Này mà đi học là coi như là ở lại lớp phải không? Ở lại 4 năm luôn á. Ôi, tao mới chịu đâu á. Khóc cho Bụt ra nữa giờ á. Chuyện của chúng ta rồi, ta đã thu hồi lại được pháp thuật. Hãy theo dõi 7 tên lùng này, chúng ta sẽ tìm được tung tích con Bạch Tuyết. Có khi nào á mình tìm nàng Bạch Tuyết ở đây, cái nàng Bạch Tuyết quay trở về nhà đang chờ mấy anh em mình ở nhà không? Phải không? Đúng không? Ủa, người ai?
Thôi bây giờ mình quay trở về.